Sáng ngày 1 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Lạc phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chi nhánh Ba Vì tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình giống lúa thuần, lúa lai VNR20 và Thụy Hương 308 vụ hè thu năm 2021. Trước khi vào hội nghị, các đại biểu tham quan mô hình khảo nghiệm giống lúa VNR20 và Thụy Hương 308 vụ hè thu năm 2021. Mô hình được triển khai với quy mô 4ha tại xóm Chùa, xã Tử Đê. Đây là sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam lai tạo. VNR20 là giống cảm ôn có nhiều ưu điểm nổi trội như ngắn ngày, thân cứng, cây đẻ nhánh khỏe, độ thuần đồng ruộng cao, khả năng kháng chịu sâu bệnh tốt, năng suất bình quân thực thu là 70,2 tạ trên 1ha, cao hơn các giống cây lúa khác. Giống lúa lai Thụy Hương 308, chiều cao cây 110 đến 115 cm, đẻ nhánh khỏe, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm ngon, mềm, trắng, vị đậm, phạm vi thích ứng rộng, năng suất bình quân thực thu là 72,1 tạ trên 1ha. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá cao hiệu quả thực hiện mô hình giống lúa VNR20 và Thụy Hương 308. Từ thành công của mô hình, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chi nhánh Ba Vì tiếp tục phối hợp triển khai mở rộng diện tích sản xuất giống lúa VNR20 và Thụy Hương 308, cũng như các giống lúa mới triển vọng khác để bổ sung vào cơ cấu giống lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của địa phương.